Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an cho biết, do từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, cơ quan chức năng sẽ thực hiện đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện, nên dịp quốc khánh 2 tháng 9 năm nay không tiến hành đặc xá. Theo đề án tha tù trước thời hạn đã được Thủ tướng phê duyệt, Bộ Công an sẽ phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan, triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện thường xuyên theo quý. Căn cứ điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện và số lượng phạm nhân hiện đang quản lý, thì dự kiến số người sẽ được tha tù trước thời hạn có điều kiện sau 2 năm thực hiện là khoảng gần 20.000 người. Theo tính toán, việc thực hiện đề án trên sẽ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm và giảm nhu cầu biên chế hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ của các cơ sở giam giữ.